mình và Heo Team sẽ đi chụp ảnh Tết của năm 2024. Ta ta! Chuyến đi chụp ảnh cùng Heo Team, mình mặc bộ hồng rất là dễ thương luôn, còn Simi là xanh nè. Anh Khang Tình Vương chúc mừng năm mới, chúc các bạn đang xem video này có một năm thật là tràn đầy sức khỏe, tiếng giao như nước, sống lâu trăm tuổi. Lúc đầu video thì mình mặc áo màu hồng, bây giờ mình mặc áo màu xanh, tại vì tí nữa mình sẽ quay cái TikTok quay sữa Suero nên mình phải mặc áo màu xanh các bạn ơi. Trời ơi, phải mang hai cái áo dài luôn. Nhưng mà không sao đó, trời ơi, vừa chụp ảnh vừa quay TikTok luôn, có gì đâu đúng không? Nói chung là tôi đi đâu chụp ảnh là thế nào cũng có mấy bạn fan nhận ra, mà hôm nay là có hai bạn nam nữ nhận ra hai tụi mình luôn. Dễ thương xin chụp ảnh luôn nè các bạn, trời ơi dễ thương vô cùng luôn. Và đây là khung cảnh của nơi tụi mình chụp ảnh Tết nha các bạn. Đây, cái chỗ này trang trí rất là nhiều, nhưng mà có một cái sự cố đó chính là rất nhiều người tới đây chụp ảnh các bạn ơi. Trời ơi, đi đâu cũng thấy áo dài thước tha. Trời ơi, chật lắm mấy bạn ơi. Nhưng mà thôi, chịu cực tí nhưng mà chật chật free. Đây là hình ảnh anh Mr. Dịch Đực đang chụp cho các cô đang du xuân đón Tết. Trời ơi, cái cảnh này sao tưởng hiệu, sao tôi thấy nhìn hài hước dễ sợ cho tự nhiên đang bình thường thành người chụp ảnh luôn. Đó, thì đoạn này Sam đang quay quảng cáo cho Suzuero. Đó, đoạn này đang giữa đường không biết làm sao. Tự nhiên có con nhỏ cầm hộp sữa nhảy uống eo eo, không biết có ai nghĩ mà bị khùng không trời. Chắc không sao đâu ha, nhìn dễ thương mà đúng không? Ôi trời, quá trời người nhìn mà ngại lắm luôn mấy bạn. À, có mấy bông sen đẹp đẹp lắm mấy bạn, nhưng mà bông sen này không lấy được, tiếc ghê luôn. Mình cầm mấy cái bông sen nhưng mà tiếc ghê, bông sen nó dính keo năm 22, nó dính chặt đó luôn, giật không ra luôn, tiếc dễ sợ. Không sao, cảnh cũng đẹp mà đúng không? Đó, thì đây đoạn này anh Phong cẩn mặc đồ mà ổng rớt tùm lum tùm la, đồng phải cài đút lại, tay bị lìa cái gì bây giờ mình á. Đó, giờ đẹp dễ sợ chưa? Đó, trời ơi trời, đó giờ tự nhiên đồ này ổng bút tay ngang vậy đó, thế tự nhiên thả kinh tớ ngang vậy đó, tôi có định làm gì đâu đúng không? Khổ dễ sợ luôn à. Đó, đoạn này tới Sim không? Đó, Simi rất là dễ thương, cầm một bông hoa đó để có thể chụp ảnh Tết với bạn, dễ thương chưa? Đó, Sim khoe đồ nè, rồi xong. Thấy chưa, Simi bắt đầu khó chịu đó, thấy chưa? Thỏa cơm tối mặt Sim là Sim, rồi xong rồi, đánh nhau luôn. Giữa trời với trực mà đánh nhau, mặc đồ Tết mà chụp đập đánh nhau dưới đây, trời ơi, đó, thấy chưa? Simi bị Phong cực đá một cái, alo, múc một phát bằng cái tay đó, Simi lấy hoa tát lại. Thấy việc sắp hay không? Quá trời luôn. Nói nhiều quá, bây giờ chụp ảnh nè các bạn. Đó, chụp ảnh với cái bánh chưng siêu to khổng lồ. Đó, bánh chưng có chị Tết đằng sau kìa. Đó, đang chụp với ba cái bao lì xì các bạn. Đó, bao lì xì Hero Team đó, thấy chưa? Có ai còn giữ cái này không? Đừng quên của mình nha, chứ cái này hơi bị cổ luôn các bạn. Thôi đó, chụp ảnh với bánh tét. À, lúc này bánh chưng siêu to khổng lồ. Chụp ảnh mà cũng đói bụng luôn các bạn. Trời ơi, Tết mà ăn bánh chưng chiên là trời quá xá đã luôn. Có bạn nào mà Tết đã từng ăn bánh chưng chiên kìa, đừng quên của mình nha. Mình mà về nhà là mình chiên bánh chưng mình ăn hoài luôn á, ngon lắm luôn các bạn. Chụp bình thường không chụp, hai tôi quyết định là chụp như kiểu là đeo kiến đó các bạn, đó mấy ông thầy bói đó, chụp như này mới báo thủ đâu đó. Chụp bình thường không chịu chụp, thích chụp kiểu mà độc lạ, bình dương bình minh ban mai đó bạn. Rồi bế lên đó chứ, ghê chưa, đoạn này bế lên chụp cho đã bạn. Đó, chụp cho rồi ông Phong làm gì đó, đó thấy chưa, ông không bao giờ bình thường các bạn, hèn gì ông bình dương là đúng rồi, trời ơi. Rồi bây giờ hội chị em mình ra tay chụp ảnh cho anh em nha. Đó, cái đoạn này rất là bình thường, nhưng vô tình phát hiện ra là có người đằng sau, cái chị đằng sau mình mặc y chang mình luôn các bạn. Đó, cái style mình là gọi là áo bắt chước trên mạng các bạn. Đó, mặc áo dài xong rồi cột cái khăn mang kiến, đó là một, cũng là một kiểu phong cách các bạn, giống kiểu Cuba Sài Gòn đó bạn đó nha, phong cách kiểu chiến chiến rồi đó, nên hóa ra cũng có người giống mình các bạn. Đó, y chang luôn, trời ơi. Và cuối cùng là hội chị em mình đây, chan chan. Đó, hội chị em mình cười rất là giả trơn, những nụ cười kiểu ha 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 để mấy bạn đẹp hơn, nhưng mà anh cũng không đẹp hơn bao nhiêu, mình cũng không hiểu nữa. Nói chung là hội chị em mình đó, các bạn thấy hội chị em mình xinh không? Ủa, từ từ, hội anh em, trời ơi. Đó, thì hội chị em chụp thì hội anh em chụp, còn đến hội anh em chụp thì hội chị em mình chụp. Đó, nói chung là cây nhà lá vợ bạn ơi, tụi mình cũng là áo quần thì cũng đi thuê đó, đâu có đâu. Còn phong cảnh á thì người ta set up lên đó, tụi mình có thể chụp miễn phí đó, và máy quay cũng là do tụi mình chuẩn bị hết trơn luôn. Nói chung là cây nhà lá giường gọi là tiết kiệm được bao nhiêu tiết kiệm bạn ơi. Đó, Tết mà đúng không, mình phải tiết kiệm chứ đúng không. Đó, các bạn thấy hội chị em và hội anh em ai chụp ảnh đẹp hơn đừng quên comment phía dưới cho mình biết nha. Và đây chính là Hero Team chụp ảnh áo dài ngày Tết cho tôi lên trời, các bạn thấy như thế nào?
trời ơi, mình thấy trời ơi, nhìn nó đẹp nhớ dễ thương vô cùng luôn. Đoạn này thì mình nhớ là đoạn này nó có rất nhiều người đang đợi chụp chỗ này nên tụi mình chụp cố gắng nhanh hết sức có thể đó. Cười nè, bắn tim nè, nói mọi thứ đổi liên tục đó. Đoạn này dịch bảo bắn tim đi mấy em. Rồi bắn tim quá trời bắn tim đó. Cái này là những trái tim mình dành cho những bạn fan đang xem video này nha. Bắn tim nếu bạn đừng quên xem video, like video thật nhiều nha, nhớ nha. Rồi và đoạn này đó tụi mình đã quyết định chụp lại, chụp cho nó gọi là gia đình hơn nữa, là phải khoác lên đó. Hội chị em ở trên, hội anh em ở dưới, đó là gọi là gì ta, hội anh em gọi là gắn cùng lưng hội chị em bạn ơi đó. Chị bạn quá trời lâu cười rất là mỏi miệng nghe bạn đó, cười ơi là cười đó, kêu cứ lên đi đã. Rồi thì các bạn ơi, xả vai nhanh nha, trời ơi xả một phát đi luôn rồi đó. Trời ơi nhìn tôi kìa, mệt quá. Ôi đang chụp thì được, những bạn fan nhận ra trời ơi dễ thương dễ sợ. Có bạn nào đang xem clip này đã được gặp Sim Sam và Hero Team ngoài đời cho đừng quên comment nhé. Xin giới thiệu các bạn, đây bộ ba cô ba Sài Gòn mặc áo dài mà mang kiến vô cho nó ngầu các bạn ơi đó. Chụp truyền thống rất là bình thường, chụp sao cho quậy mà gọi là Hero Team đúng không đã, hay chưa, quậy quá trời quậy luôn. Đây đã Hero Team và những cô gái báo thấy chưa chị em mình thì mang kiến, còn anh em thì đó cũng rất là bình thường, cũng rất là dễ chất đúng không, nhưng mà chị em mình mang kiến đẹp hơn đó. Rồi đây đoạn này là tụi mình chụp dọc, chụp ngang, chụp trái, chụp phải, chụp cho banh cái máy thì thôi nha ha ha. Và đây là những bức hình. Làm game gì? Chờ mùa xuân, xuân đến trong lời ca tiếng hát. Cái sắp đền này nó tự sắp dậy. Sang đào hoa mái nhà, người hiền vui chung yên mỗi nhà. Gió xuân sang mai đào chào. Sắc tươi thiên hoàng trong nắng mới. Nhạc Tết hả chị? Mình cùng nhau đón mừng mùa xuân trong trái tim người nghệ sĩ. Hay quá. Tiếng ca tiếng. Ủa cái từ nghệ sĩ nghe. Trời ơi, nghệ sĩ nhân dân. Và cuối cùng tụi mình cũng tới đến trung tâm thương mại ở bà ơi, Gigamo. Tụi mình sẽ đi ăn thịt nướng thì phải, mình cũng không nhớ nữa. Nói chung là đói quá, nhớ gì ăn đấy đó. Mình như là mình đi ăn bò đó, Hero Team đi ăn bò. Đó, bò lẩu nhúng gì đó mình quên rồi. Nhưng mà rất là ngon, cảnh đó mình nhớ ngon lắm. Trời, ăn mà đói bụng như là sáng giờ. Thực ra là tụi mình đi chụp ảnh sáng giờ cho đi ăn. Chụp ảnh xong xuôi gióp, xong xuôi việc rồi mình sẽ đi ăn đó bạn. Đó, thấy chưa? Ăn không giống gọi là một người con gái thùy mỹ đến nay dưới chân á. Đó, trời ơi, nhưng mà nó ngon quá. Vừa ăn biết sao, vừa ăn mà còn đẹp nữa sao, chịu nổi đúng không? Đó, ngồi ăn cạp thôi chứ sao. Nãy đang ăn thì Sim mất ra hai con robot Sim mới nuôi bạn ơi đó. Thì mới gọi là nhận nương thêm một em bé robot, là em bé robot song sinh mấy bạn. Đó, trời ơi, nhìn dễ thương vô. Trời ơi, nghe đồn là người ta Sunny nuôi em bé robot được mà là gần mấy triệu view đó. Em màu xanh thì 2 triệu view, mà em màu hồng sắc 1 triệu view rồi bạn ơi. Rồi nhìn kìa, hai cái này nó quậy giết sợ quậy luôn bạn. Trời ơi, robot mà nó quậy trang con người luôn. Mà không biết mình có nên nuôi em bé robot không ta. Nhìn Sim nướng dễ thương, dễ sợ luôn à. Thôi bây giờ mình hỏi thử mấy bạn fan nha. Mấy bạn fan ơi, mấy bạn nghĩ mình có nên nuôi em bé robot hay không? Đừng quên comment nha. Nếu video được 5k like, mình sẽ nuôi em bé robot nha. Và quay lại vlog cho các bạn nha. Nhớ comment phía dưới cho mình biết nha. Ăn xong xuôi rồi, bây giờ tụi mình chán quá, quyết định là sẽ đi chụp ảnh mấy bạn ơi. Chụp ảnh nên lấy liền các bạn ơi. Thì chỗ này vừa chụp ảnh mà vừa cho những cái gọi là cái băng đô đó, băng đô hình thú cưng nhìn dễ thương chưa nè. Mình chọn cái băng đô gọi là hình có vương miệng, thấy chưa, tại vì Samida sẽ luôn có vương miệng, đó là signature của Samida các bạn ơi đó, thấy dễ thương không. Và nói chung là vậy đó, ăn xong dặn cho dễ thương ha. Đó thì đoạn này Phong cực đang đeo cái kính gọi là độc lạ bình dương mà. Trời ơi, cái kính mà bự hơn cái mặt của ổng kìa các bạn, như thế nào. Trời ơi trời, cái gì vậy, quá trời kính luôn. Và mình cũng vừa tìm ra được cái kính rất là dễ thương luôn. Đây là kính khá mập thì phải các bạn, mình nhớ đây cái kính nè. Rồi nhìn lại sợ luôn, cái kính hình cá mập. Ôi tôi tưởng là cái kính này không bao giờ có, hóa ra nó có bạn ơi. Đó, kính cá mập siêu dễ thương luôn. Đó, trời, cái mặt dễ sợ chưa. Đó, các bạn thấy kính mình này đi chơi Tết được hay không, đừng quên comment nha. Đó, tụi mình nè, đó, ok, chuẩn bị đi chụp ảnh thôi, let's go. Và đây là nơi chụp ảnh lấy liền. Đó, chỉ cần nhét tiền vô là mình có thể chụp ảnh và lấy liền luôn các bạn. Này, đó, trời ơi, quá xịn sò luôn. Mình nhớ là lúc mà mình chụp là tốn 70.000. Đó, thấy chưa. Rồi bây giờ tụi mình sẽ tạo dáng. Dáng gì cũng được, muốn tạo dáng sao dáng bạn ơi. Đó, ok, nhìn chưa, ui dễ thương, dễ sợ luôn à. Tụi mình đem mấy băng đô này đó, đoạn này đang là mặt xấu với bạn. Trời ơi, chết rồi, như có mình tôi là mặt xấu là sao vậy. Rồi, ok, thì đoạn này bạn ơi, sắp xảy ra một sự vô cùng kinh khủng luôn bạn. Phải dừng video lại ngay, thì biết sao không. Đoạn này sẽ ăn cơm tối. Trời ơi, thấy chưa, mùi buồn. Mùi đâu có dịch đâu, mùi buồn.
buồn đó mấy bạn. Trời ơi, buồn lắm thấy chưa, mặt khinh bỉ đó thấy chưa. Trời ơi trời. Ok, sau khi chụp xong tụi mình sẽ chọn những tấm ảnh ưng nhất và tụi mình sẽ in ra đã thấy chưa. Ui dễ thương dễ sợ. Đoạn này hai này là hội chị em đang xòe tay ra xin ảnh mấy bạn ơi, giống kiểu là xin tiền lì xì á đó. Ước gì Tết này có người lì xì cho mình ha. Trời ơi ước ghê, ước ghê. Nhưng mà tại vì tụi mình lớn tụi mình phải lì xì cho những người khác. Hư hư buồn ghê. Thì đây chứ là những bức ảnh đó. Đẹp chưa, đẹp chưa? Đó, nhìn quẩy chưa quẩy. À cái đoạn này á, cái bạn chủ ở trong chỗ này, bạn này xin chụp ảnh với tụi mình tại vì là cháu của bạn này thích tụi mình nên là xin chụp ảnh để lưu làm kỷ niệm đưa cho cháu. Trời ơi, hài thật sự chứ mà dễ thương quá à. Ok. Rồi, sau khi chụp ảnh xong thì tụi mình quyết định đi ăn kẹo hồ lô, hình như đây là trái cây các bạn ơi, trái cây gọi là có quật một ít gọi là gì ta, đường, nước đường nên nó rất là cứng, ăn rất là ngon. Đó, vừa ngọt vị trái cây mà vừa ngọt vị đường luôn. Đó. Đoạn này mình thấy ngon vô cùng luôn, thấy chưa? Cho tôi ăn cái xong là cho cay ăn liền các bạn nghe, không thể nào quên được luôn. Đó. Bạn thân mà, à, nói chung là bạn đó từng ăn cái kẹo này chưa, đừng quên comment nha. Cái này không phải kẹo mà là trái cây đúng không? Trái cây đường, nó rất là ngọt và ngon. Đó, vô cùng ngon ngọt. Đó, ok. Và đoạn này sau khi mình đang vô tình mình chuẩn bị đi về thì vô tình có một gọi là một cái anh tới xin cho tụi mình, xin cho hai em này chụp ảnh với tụi mình. Trời ơi dễ thương dễ sợ luôn, không hiểu sao đi đâu cũng gọi là có người nhận ra luôn. Đi ngoài đi ở ngoài đường cũng có người nhận ra, mà đi trong siêu thị cũng có người nhận ra bạn ơi. Đó, dễ thương vô cùng. Nên là nếu bạn nào gặp ở tụi mình ở ngoài đời thì đừng quên xin chụp ảnh nha, tại vì nhiều lúc các bạn chỉ gặp một lần thôi, lỡ lần sau gặp được thì sao. Nên là cứ tự tin xin chụp ảnh với tụi mình nha, tụi mình rất là thoải mái luôn nha. Ok. Wow, trời ơi, cuối cùng đến tới tối rồi. Ok bạn ơi, thì đây chính là vlog Heo Team đi chụp ảnh Tết 2024. Các bạn thấy như thế nào? Đừng quên comment phía dưới cho mình biết nha. Thì đây, trời ơi, mệt lắm bạn ơi. Chụp từ sáng đến tối khổ dễ sợ luôn à. Nhưng mà sao mình cố gắng cầm cái máy quay để quay cho các bạn xem. Tôi biết là mấy bạn fan rất thích quay vlog của Heo Team, nên là các bạn đừng quên nha, xem video này like, share, subscribe nha. Đó, subscribe thật nhiều, like thật nhiều thì mình sẽ có động lực hơn để quay thật nhiều vlog hay cho các bạn xem nha. Bây giờ tạm biệt mọi người, ở clip sau hẹn lại. Bye bye. Hello mọi người. Đừng quên đăng ký và subscribe cho mình và Heo Team nha.